Cả nhà bây giờ em thấy đây là cái đường làng này bắt đầu vô Vườn Hoa rồi nè cả nhà. Cái đường để đi về thôn quê của mình về đó. Giờ chuẩn bị tới Vườn Hoa nè cả nhà. Mới đầu đường thôi. Mới đầu đường thôi đi vào nữa. Hơn một cung đường nữa dài đây lắm. Đây là chuẩn bị mình đi vô cái đường để vô Vườn Hoa. Vô đường làng rồi chứ không phải đi đường chỉnh giống như này nữa. Làng bắt qua đường làng tới Vườn Hoa, chim ngưỡng Vườn Hoa. Không biết tháng này nó còn nở chưa nữa, tại vì năm nay lạnh nhiều quá nữa. Nói chung là tháng này ok rồi, tháng này bắt đầu vô là đường đẹp quá cả nhà nha. Dạ. Nó nào nữa dạ. Quá đẹp. Đẹp quá hả? Dạ, còn đẹp. Bắt đầu vô đây. Hàng cái là nhìn thấy nó mát mẻ liền, cây cối nó xanh tươi. Nơi này cả nhà ơi, chỗ này gần tới đây này cả nhà. Còn trái có cái bông nhìn đẹp thế này. Bông này là bông không biết bông gì luôn, bông dại. Cả nhà em ngồi trên xe nên như mày nó hơi lắc một tí nha cả nhà, thông cảm cho em nha cả nhà ơi. Wow, cái đường đẹp quá hả? Mic check. Cái đó là mic check. Khu này là cũng khu cho nhau ở không đó cả nhà. Đúng rồi, khu này cũng ok lắm. Nhà đẹp lắm, nhà rộng rãi lắm. Khu này nhà Bạc Triều anh hả? Không thấy hả? Đó, David Austin Rose sắp tới ạ. Wow. Có nhiều người đi nha cả nhà. Mommy nhìn sắp sửa tới. Yeah. Đó. Cái đường này mà hai chiếc xe tránh nhau là mệt luôn. Tại đường nó nhỏ lắm. Bởi vì đi xe này chứ đi xe lượng nó bỏ tay. Đường này nhỏ lắm. Đường còn chục à. Đường này nhỏ lắm. Cái đường giống như đường mình về ghéo cũng vậy anh Hí, còn tỷ à, dễ sử. Nhưng mà cái đường về ghéo đẹp thiệt. Đường nhỏ lắm cả nhà, vô đây cả nhà chạy cẩn thận nha. Như phải phải đi như vậy hay là cái next one. Next one. Không, ba không biết với ba đi. Ba không ba quên ba con, ba quên. Không đường này. Đường này nhưng mà ý là ba không nhớ như cái next one. Wow, cái đường con tí này cả nhà. Ủa, ở trong có cái gì vậy ta? Còn trái này cái du nè anh nè. Nhà cũng ta ghi cái dù gì chưa tới đây nè, trên đây nè nhà. Wow, cái đường này đẹp quá cả nhà ơi. Cứ bình tĩnh đi, bình tĩnh để anh lo à. Anh lo cố đi, nghe mệt, nghe mệt cái lỗ tai vậy sư cương ơi. Okay. Bên trái các bạn cũng đợi Davis Rosten bên trái xong rồi bên phải đó, bên đây nè. Cameraman này không biết quay được bên trái không? Rồi, quẹo phải đây là tới rồi cả nhà ơi. Cả nhà này. Bạn hiểu kìa. Đó, từ ấy từ từ cho. Cho cả nhà mình ai muốn tới đây để coi Austin từ. Nha. Cả nhà du khí này, ai muốn tới đây xem hoa hồng này đó cả nhà. Này là chỗ. Wow, đẹp quá anh ơi. Con cọng, con gì cơ? Xíu. Quay. Con ngon. Con gì nha? Wow. Con cũng con vườn gì đó. Ok. Thank you. Rồi, đưa hai cha con nó đi vô này. Mà chưa có hoa, chưa có bông gì hết. Hana, bye bye. Hello cả nhà nè con. Chắc phải hôm nay tháng 5 hả? Chắc tháng 6. Ừ. Hồi nãy hồi ở nhà em nói là sợ nó. Hai cái con đứng đây cả rồi. Chưa có bông. Nó muốn có bông đẹp lắm nè. Giờ có nụ rồi. Cả nhà. Vài tuần nữa. Vài tuần nữa. Hana, Hana nhớ hồi xưa Hana với mẹ ngồi đây chụp hình không? Ngồi đây cái đi. Ngồi nghỉ mà cho. David Austin nè cả nhà. Tới cái vườn bông này là tháng 6 á, chắc đẹp lắm. Giờ vẫn còn sớm quá cả nhà ơi. Hana em nó chạy nhông nhông. Hana nhớ hồi xưa con với mẹ ngồi đây chụp hình đi. Không nhé. Nó nở chứ mà nó nhiều.
Hồi xưa em phải có ngồi đấy đi với Nhung nó rảnh nhờ không? Đó, nó mới nở ít thôi cả nhà ơi, nó nở nhiều là đẹp lắm. Quá đẹp. Wow, bà Hà với trời lông tông người ta đi mua. Em quay cái mua, em quay rồi. Đây. Đây cả nhà. Quá đẹp rồi. Mà giờ chưa đâu cả nhà. Quanh quanh cây sứ. Nè cả nhà, bông chưa nở cả nhà ơi. Nhưng mà khoảng tháng nữa là tới đây là nhiều loại lắm. Cả có thể là bông này là cả thế giới hoa hồng về đây tụ tập đây á. Chỗ này là hoa quả rất đẹp lắm. Mà bây giờ em đi sớm hơn tháng trước thôi, khoảng tháng 6. Em nhìn cái này mà cuối tháng 6 chắc đẹp lắm đó nữa. Welcome to the Long Garden. Đây là mình chim ngưỡng chim ngưỡng những nụ bông hồng trước đi. Đó cái hoa là cái ngày này nó lên thì kìa, nếu như mà đúng cái mùa của nó gần tháng nữa cả nhà. Từ từ nha. À, 4 tuần sau mình đi lại nha. Tí nữa mình vô mình kiểm tra. Cầm lên đàng hoàng cho ba. Con cầm lên. Nhắc tay nhau đi ba quý này. Chưa đẹp nè. Rồi, dựng đi. Đó, hai con hang vịt sim của mình á, của em á. Quá đẹp. Đường này quá đẹp luôn. Nói chung là chưa có bông nhưng mà cảnh những cái lá xanh xanh đẹp rồi. Không mệt hả? Bốn tuần nữa cả nhà, dẫn vô đây lại nha cả nhà. Đó, quá đẹp, chim ngưỡng những cây lá xanh xanh. Đẹp lắm cả nhà ơi. Wow, đẹp lắm. Nó mới làm lại đó, trong đây. Hình như là mấy năm trước mình đến có cái này nữa. Phải không? Như chưa có cái vàng này. Có cái này bây giờ làm cái này này cả nhà. Hay nhiều lúc lâu lắm rồi cũng nhớ. Không, không có cái này, em đi hết luôn, không có cái này. Wow, đẹp thì tối rồi. Đó, chim ngưỡng. Cái bên đây là lichen. Đó, bên đây là lichen. Lichen garden. Nói chung có ít thôi, có bông ít thôi cả nhà ơi. Nè, bông vàng luôn nè. Đi bên đây đi xíu. Bông vàng nè cả nhà. Đây là golden shower. Đó. Quá đẹp. Đó. Ok, tí nữa tới. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Nè, chiếu sát cho cả nhà coi nè. Hôm nay trời nắng lắm cả nhà, nóng lắm. Quá trời người coi luôn. Chắc vậy á. Đây là các con sư tử. Quá trời đẹp. 4 tuần nữa. Từ 4 đến 5 tuần nữa mình dựng lại cả nhà lại đây lại nha. Quá đẹp. Thấy không cả nhà, thấy không? Chưa đâu. Ông út nở đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ cũng đông người nè cả nhà. Quá trời đông luôn. Bây giờ cái này nó chưa có mọc nhiều nhưng mà nó mấy cái nụ này là cửa mỹ tung nữa thôi cả nhà, lắm nó nở đẹp lắm. Cái này là hoa hồng đỏ ăn một tỉ mánh à. Đủ quá trời nè cả nhà. Chưa đâu. Bốn năm tung rồi em đi. Đây tí là mình. Năm nay tại vì khí hậu bên đây nó lạnh á. Nên nó bây giờ mới tuần này là tuần ấm áp thôi cả nhà. Nên cái gì cũng phải chạy nải. Đó, hai con hang vịt sim của em nè. Hang vịt sim đó. Cả nhà thấy không? Trong đây đẹp không? Tuy không có bông nhưng mà cảnh quá đẹp, quá trời nhiều người. Thấy không? Quá trời. Tuy không bông nhưng mà lá xanh xanh xanh. Quá trời đẹp. Rồi. Rồi, bây giờ mình đi. Chào hai chị. Hai chị đi đâu đó? Ba chị. Em đi mua hoa. Ba chị. Bây giờ có muốn ăn đi để ba nhắc con mới ăn kìa. Đi một vòng đã. Đi, nghe lời.
mình đi cái dòng nước này ơi. Hay là nó mới làm ta? Có đâu rồi. Mấy bữa mình đi qua này. Hey. Xíu. Có rồi nhưng mà cô chưa đi hết. Ừ thì ý là tới đây rồi nhưng mà cô đi dòng nước thì mình chưa đi, mình đi phía bên kia kia kìa. Đây nè, là những cái stop entry. Hôm nay cũng đẹp nè cả nhà. Hoa hồng màu trắng. Đó. Đó, màu trắng đó. Hôm mốt là. Màu trắng. Mỗi cái khu vực khác nhau con. Nè. Yeah, bên đây 62. Bên đây 62, những cái khu 62 nó có một cái bản đồ riêng của nó. Ừ, thì nó như trong đây là như 10.000 loại hay bao nhiêu là ngàn loại hoa hồng trong đây nè. Nhiều lắm. Đó. Nói chung là 4-5 tuần nữa mình quay lại thêm lần nữa cho ngắm. Đó. Thì chưa có hoa nhưng mà cũng đẹp nè. Chưa có hoa nhưng mà đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Hai ông bà kia ngồi tâm sự là chim biển kìa. Thấy không? Đây quá trời đẹp luôn. Yeah. Anh. Em cứ tự nhiên đi. Đó. Công chúa mình nè. Rồi lon co đình lại. Đi một vòng nha cả nhà. Chưa có hoa thì mình cũng đi một vòng. Để biết là bây giờ vô chưa có hoa nhưng mà sau đây vô có hoa là thấy cảm thấy khác hẳn luôn cả nhà. Mình nè, cô gái nào đang ngồi đây? Nữ tiên ngồi đây. Cô tiên ngồi đây nè. Chưa có hoa hồng mà cũng đẹp. Cây lá xanh không cả nhà. Đi một cái luồng. Nhiều tên lắm, Rambling Rose. Mọi khu này. Chưa có hoa gì hết cả nhà ơi. Hôm đi, hôm nay đi là chưa có hoa gì hết. Hôm nay đi bị lộ rồi. Thấy không cả nhà? Có ít ít thôi cũng chiêm ngưỡng được một chút nha cả nhà. Những cả nhà đi chiêm ngưỡng một chút thôi. Vài tuần sau nữa mình đi. Đây nè. Đó. Đây là Spacey Garden. Nó nhiều loại lắm. Bên kia nữa kìa. Đi xong tí này quay lại. Đi. Nè. Welcome to Spacey Garden nè. Quá trời luôn cả nhà. Đây có ghế nè. Ngồi đây nè. Bông này bông gì không biết nữa. Nhưng mà cũng đẹp. Nhiều loại bông lắm cả nhà. Nhiều loại tên lắm.
chúng đi một vòng cho biết. Đó, đi qua con đường lùn lý tưởng của anh và của em nè. Bông gì con? What is it? Daisy. Are you sure? Yes. I'm 100,000% sure. Đó, dẫn cả nhà cho biết là chưa có bông nhưng mà cũng đẹp. Chưa con, cái trong này chưa. Nghe lời ba đi. Ba nói chưa. Đi một vòng cho biết là hoàng bây giờ là dậy, vài tuần sau là khác, 5 tuần nữa mình tới đây mình kiểm tra Kew Garden. Vườn này vườn hoa hồng ha cả nhà. Cách nhà mình 45 phút và 1 tiếng đồng hồ. Mình chạy lên đây hôm nay là ở đây vừa vườn hoa hồng và vừa bán luôn cả nhà. Nó vừa bán cây, những cái cây hoa hồng cho múc đây hoa hồng lên thì ngồi đây chiêm ngưỡng cũng đẹp cả nhà ơi. Đẹp quá cả nhà ơi, quá trời đẹp, chưa có bông mà cũng cảm thấy đẹp rồi, chưa có bông thôi mà cảm thấy đẹp rồi, cảm thấy vô một cái vườn hoa lộng lẫy rồi, quên con đường về luôn cả nhà ơi. Đây là những bàn ghế uống cà phê ngoài trời nha cả nhà. Bên kia có một cái nhà hàng nữa. Đây là garden gì? Garden room. Nhưng mà chắc đóng cửa. Đi được một chiều. Đây. The garden room. Đây đóng cửa rồi. Đó cả nhà, thấy không? Rồi đi qua đây chút đi, không đi vô. À, Plant Center nè, cái đường này nè, nhà hàng. Bên đây là bông quá đẹp cả nhà. Bên đây những cây bông trưng bày và những cây bông trưng bày để bán nè cả nhà. Đó, quá trời là loại tên nè, nhiều tên lắm. Đi một vòng nha. Tên này tên khác nè cả nhà. Đó, nhiều lắm.
Anh dẫn cả nhà đi một vòng nha. Con gà kia, con gà gì mình cũng biết nữa, nó có đủ màu kìa cả nhà. Wow, quá đẹp. Nó xòe cánh ra là đẹp lắm. Xòe cánh ra đi em. Em xòe cánh ra cho anh coi chút coi. Em ơi, xòe cánh ra, đúng rồi. Xòe cánh ra cho em coi. Em chiêm ngưỡng một chút. 5 triệu. Làm như nó nghe lời nó thôi. Em xòe cánh gì hết. Cái này là nước, cái ống nước để tưới này cả nhà. Tưới bằng điện tử, tưới bằng giờ dứt là nó sẽ bắn lên, nó tự tưới cho xung quanh cái khu cây này. Mọi cái khu đều có một cái ống nước để xịt, để tưới tự động nha cả nhà. Đến giờ là nó xịt đó, cả nhà thấy không, cả nhà thấy không, mọi cái khu này nó có một cái ống nước dưới đây, nó xịt cho cái vàng cái ô này. Mọi ô đều có hết. Cái này như mới làm năm nay nè. Còn mấy năm trước mình đi tới không có làm, không thấy. Năm này nó làm lại, nó tưới nước vàng cắt bên kia luôn. Bên kia dùng giống nhau luôn. Daddy, yes. When con chút nữa. À bà biết rồi. Con thấy con chim kia không? Con gà kia kìa. Nó trên cái tường đó, thấy không? Con thấy trên tường không? That is real one. Nó xòe cánh ra đẹp lắm, con biết không? Yeah, that is. Thôi con không tới nữa. Nó xòe cánh ra đẹp lắm á. Con thấy không? Cái trên này nè, nó có cái ống nước nè con. Nó tự tưới. Here, look here. Where my finger? Nó tự phun nước ra, nó tưới những cái cây hoa này. Bây giờ người ta không cần phải đi tưới nước nữa, cái đó tự động nó tưới. Giống như người ta bật giờ, nó bật giờ xong nó tưới, giống như buổi sáng và buổi chiều. Con hiểu không? Hồi xưa là mọi người phải đi tưới vậy nè, bây giờ là ống nước tự động, giờ giấc tự động hết con. Nó tiết kiệm thời gian của bọn này. Con hiểu không? Ba đi qua bên trái một chút xong mình vô nhà hàng, ok? Are they okay for you? No. No, con đi vô nhà hàng trước đi. Ba đi qua bên đây một chút nè. Bên đây là last one, ok? Last one is my simple time. Ok, and then we go to restaurant, ok? Rồi, đi qua mời một cái nè, xong đi vô nhà hàng ăn và uống, ok con? Con thấy không, đẹp không? Nhiều loại không? Không, nhiều loại lắm. Đây là bông một. Wow, nhiều nè, đẹp không? Con thấy không? Quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Anh chàng bên kia kìa. Không, con thấy nhiều màu không? Nhiều cây lắm. Mấy cái khung này để trưng bày để treo bông. Thấy không, đẹp không? Nè cái nha, cái này nó đang làm thêm một ấy nữa nè, để múc cho bông hồng qua, con biết không? Đó, nó đang làm thêm một vàng bên đây nè, nó chuẩn bị thêm cái lún bên đây, hiểu không? Đang xây dựng trong này, đất đai bự lắm. Nó kêu kìa, con kia nó kêu, thấy không con? Đẹp không? Bông đẹp ha. Bông đẹp quá cả nhà ơi. Quá trên màu. Quá trên màu luôn. Màu gì cũng có. À biết rồi. Con nói nhiều quá à.
đi đi này kìa không không hồng quá trời bông, mình chiếu vô cái hình không cũng đủ đẹp rồi nó okay. Đấy, mình kiểm tra cây này bán bao nhiêu nha cả nhà. Cây này là ha, coi chừng gai đó. Bác kiểm tra. Nó không có đề đây cả nhà ơi. Nó sẽ có đề. Cây này cũng mấy chục đồng á. À, người này nói là vẫn phải mấy tuần nữa là bông đầy luôn. Các bạn hỏi tôi cái giá này. À 30 đồng cả nhà. Cây này là cái giá 30 đồng. Để mình coi giá khác rồi. Giá này 30 đồng. Giá này bao nhiêu? 30 lương. How much? Can you check this one how much? 30 pound. Em nghĩ là trung bình 30 đồng hết. Mỗi cây này 30 đồng. Đúng rồi. Mỗi cây này 30 đồng. Ba kiểm tra cây này đã. Rồi con kiểm tra đi. 30 đồng luôn. Trung bình là 30 đồng. Như có cây trăm mấy nữa. Để mình kiểm tra. Vàng số 4 nha cả nhà ha. Đem rồi vàng số 4. Có hai chị em nhỏ này. Hai chị em xinh xinh này. Hello. What's your name? Anna. Con hello cả nhà đi. Đó, hai chị em nó đang cưng. Hai chị em đó nè. Đó, hai chị em nó tới bụng rồi. Hai chị em nó cái ầu lên giống như con cọp à. Hai con cọp cái của nhà em á. Hai con cọp cái này mà lất. Mình ok. Mở đi con. David Austin menu. Con để cho ba quay từ từ ok. Con đọc được không? David Austin. Welcome to the home of the Queen. Okay. Elizabeth. Yeah. Có Elizabeth đâu? English Road. English Road. Rồi coi. Rồi, con chọn cái gì? Con chọn đi menu đây cả nhà. Ok, ba quay cái xong ba mở cho. Ok, rồi, ba mở. Rượu hay nước ngọt? Nước ngọt. Cả nhà thì cái nhà hàng này có ngoài áo xài này nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó. Cái này thì em ngồi ở trong nhà hàng. Đó cả nhà. Ai cha con hả nè? Hello cả nhà này. Hello cả nhà. Hello. Thưa cả nhà, hai cha con là đang order đồ ăn đó cả nhà. Công David Austin ở trên này cả nhà. Order hai là cả nhà. Con gái mẹ nó không biết ăn đồ Tây, chỉ có hai anh cha con nó hai anh cha Tây ngố này biết ăn đồ Tây thôi cả nhà. Nhà hàng này nhưng nó lớn được cả nhà ơi. Hai cha Tây ngố này biết ăn thôi, còn con kia là con châu Á biết ăn. Yes, okay. Thank you. Yes, please. Don't worry. Thank you. Yeah, thank you. Cà phê của Mỹ, cà phê của Anh Quân này nha. Cà phê latte. Ngoài cà phê em phải kêu cái gì đã con uống thử đi. Chà. Cả nhà thấy cái bình trà đẹp không? Cái bình trà này em vô đây là em thích cái bình trà này nhất. Trà trong đây mấy cái bình trà này là của quý tộc uống nha cả nhà. Yes please, here please. It's small. That's small. Yeah. Would you like some ketchup? Oh, yes, please. Yeah. Okay. And mayonnaise, please. Yeah. Say thank you.
You put your leg in there for me. Yeah. Yeah. So nice. Yeah. I hope you can manage all that. Thank you. Cheers. Mà cà phê nó dễ dễ sơn, nó là éo quá. Được nè. Ừ. Em uống gì mà em chê tới chê lui vậy em? Thì dự ứng cà phê Việt Nam thì em phải dự ứng. Thế còn sáu nóng thiệt mà. Sao chê? Thì khen lên chứ. Ủa, uống cà phê Việt Nam mà ngon. Bữa nào tôi dựng gì Nam thì là em đáng nói cả nhà ơi, cả nhà ủng hộ mình 5.000 sub là mình dựng con này về con mầm về Việt Nam, con chó này về Việt Nam cho nó sủa. Tại nó bên đây nó sủa không được nên nó muốn về Việt Nam nó sủa. Cả nhà đi nhà hàng mà nói nhỏ nói to cũng được nè, cả nhà này về Việt Nam cũng có phê mà nói cho nó đà cho nó sủa. Em mời cả nhà uống nè. Bộ sữa cho mình uống nè. Anh uống bao nhiêu đường đây? Một đường hả? Hai đường đi con chó. Có đủ không? Đường ngon không? Đường ngon. Đường mà có. Đường mà cũng ngon không? Đó. Hay quá, con gái hay quá. Có bò dĩa cái gì á? Có bò dĩa cái gì chứ ba? Quá đẹp. Quá trời đẹp luôn. So nice. Thank you. Con stir cho ba đi, con quậy cho ba. Con lấy cái muỗng á. Quậy. Trời, con gái được nhờ được cái nào. Quậy được nè. Không. Bình trà thì mình nhất thích nhất thôi, hôm nay tí nữa mình nâng cấp một bình trà về, thấy không? Wow, bình trà đẹp quá cả nhà. Có cả cái bếp của chúa. Bình trà này chỉ có giá là 2 đồng 2 xu bi một bình trà này thôi, còn cái ấm này là khoảng 450 đồng một cái ấm này nha cả nhà. Ấm này mắc lắm cả nhà. Con đừng ăn thì nó con thì nữa được không? Cái này là sữa nha cả nhà, cái này trà, cái này bình trà trà tây nha cả nhà. Đó, trà đây. Hello cả nhà nè con. Hello. Con nhìn mẹ đi già. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Đã bây giờ hai giờ cả của hai cha con nó ra đây nè cả nhà. Cá này 10 kg nha cả nhà. Mới bắt dưới kia lên. Anh cả này bao nhiêu vậy anh? Một con cá này là một phần này là 16 đồng 75 bi nha cả nhà. 16 đồng 75 bi hả na? 500 ngàn nha cả nhà, từ 500 đến 600 ngàn nha cả nhà. Cá bên đây hay bằng ơi, bằng cá na nó ăn chip thôi cả nhà ơi, nó bỏ qua cho daddy nọ luôn rồi. Bằng chanh vậy nè. Con ăn đi. Cái này cà chua nha cả nhà. Cái này mai nè. Một lần tới đây là hồi nào hả nàng đòi vô ăn chip ở đây thì cả nhà. Nam trưởng đi vô đây hứng đòi vô nhà hàng này. Thích vô nhà hàng rồi. Con ăn đi lặng rồi đem kem ra cho con sao. Cá chiên và khoai tây chiên cả nhà. Khoai tây chiên. Chấm ăn ngon lắm. Dạ. Ừ, ngon kìa nha. Em không ăn cả nhà, em không có thích ăn cái mấy cái cá này. Em thích ăn cá khô thôi. Ngon. Ớt thì ngon. Hai cha con nó ăn ngon lành cần bao giờ. Cái này đậu Hoa Lan nó đậu Hoa Lan với lại cái nắp su lơ sánh anh á. Nó cán lại, nó nấu chín rồi nó cán ra nó mềm. Nó cạn hay nó xay đó anh, nó cạn hả? Cán luôn. Chỗ nhà em cười cãi con. Nhìn hả nào ăn hấp dẫn thì thôi rồi. Mình ăn hai con luôn, con nhỏ và con lớn. Hả, nó ăn cả nhà. Hai cha con này Hana ngon lắm.
Dạ, con bye bye cả nhà. Bye cả nhà nha. Dạ, em bye bye cả nhà luôn. Đây nè cả nhà, món này là món buffet của Hana nè. Hana, dính mẹ nè con. Đi đâu cũng là kém, con sẽ nhiêu đó con cầm thôi. Ừ, con. Hana mẹ nói điều như vậy mới lạc ăn xong. Ok. Ok con. Đi đâu rồi là cũng ăn kém mẹ cả nhà ơi, mê lắm. Rồi được rồi, bây giờ con cặn mẹ con thưởng thức mẹ có thử ngon không mẹ? Sao được yêu ngon con? Ok. Vậy vậy lần lần sau mình quay lại mình có ăn nữa không? Yeah, được. Mọi là mọi đồ của Hana là đi mua cùng mê, mong kém vậy cả nhà ơi. Quê nhà nữa. Ở nhà nữa luôn. Ơi, đói quá ăn hết đĩa luôn rồi cả nhà ơi. Muốn ăn thêm đĩa thứ hai mình thôi. Nghỉ lại tí nữa mình ăn. Cả nhà, tờ giấy mà có cái hình bờ con này nè cả nhà. David Austin nè cả nhà, thấy đẹp không? Tờ giấy không cũng đủ đẹp rồi. Nhưng mà mình thích cái ấm trà này nhất. Tôi lạc được cái xính cho mệt quá. Ấm trà này mình thích nhất tại vì nó có cái bông hồng nè. Nhà thấy không? Cái tài kia ở đây là vương bông cây bông hồng. Bông nên nó lạc một cái này. Nè cả nhà, mình quay vòng tròn nè. Cái tròn tròn cả nhà, bông hồng cả nhà. Mình thích nhất là cái ấm trà này. Nóng uống đi ngon đó. Chắc tí mình xin nó ấm đó. Miếng nữa. Ấm này mà nhiều đây cũng bán hình như vậy. Hình như bên kia nó bán ấm này.